Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Trước khi đến với nội dung chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trong chương trình sáng nay. Cháy quán cà phê tại Đắk Lắk, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Bé 2 tháng tuổi tổn thương thần kinh do bế bồng sai cách, các bậc phụ huynh có con nhỏ cần lưu ý. Nhà vườn ở Bến Tre vui mừng khi giá sầu riêng nghịch vụ tăng mạnh. Muôn kiểu trà trộn vào nhà dân để trộm, những hình ảnh mang tính cảnh báo này sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị qua camera 24 giờ. Làng chài rạch dẹm ở Phú Quốc thu hút du khách. Đặc sắc với tour Ngọc Sơn đêm quyền bí ở Hà Nội. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Ea Poc, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại một quán cà phê thiêu rụi nhiều tài sản. Vào chiều qua, thì ngọn lửa bùng cháy và nhanh chóng lan ra tại quán cà phê ở thị trấn Ea Poc. Những người có mặt tại hiện trường đã nỗ lực bơm nước dập lửa. Một số người khác đã vận chuyển đồ đạc trong quán ra ngoài để tránh thiệt hại. Tuy nhiên, do gió to, thời tiết hanh khô, quán cà phê lại được lợp bằng mái tranh nên ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội. Và ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều 3 xe cứu hỏa cùng với 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được dập tắt. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bế bồng trẻ sơ sinh, việc tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu không đúng cách sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe của trẻ. Mới đây, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, một trẻ nhập viện trong tình trạng tăng trương lực cơ liên tục, tím môi, thớp trước căn phòng, co giật, có dấu hiệu tăng áp lực nội sọ, nguy cơ tử vong cao. Gia đình cho biết là trước đó trẻ không bị té ngã, chấn thương, chưa từng co giật. Trẻ quấy khóc nên gia đình đã bế rung lắc, đung đưa để dỗ dành. Và sau đó ít ngày, trẻ tổn thương thần kinh nặng nề, nguy cơ di chứng lâu dài. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi được chụp cộng hưởng từ sọ não, soi đáy mắt. Kết quả cho thấy trẻ tụ máu dưới, nhện lều tiểu não hai bên và liềm đại não, phù não lan tỏa các bán cầu não hai bên kèm xuất huyết võng mạc, nghi do hội chứng rung lắc. Gia đình cho biết, trước nhập viện 3 ngày, trẻ thường xuyên quấy khóc, được chăm sóc bế đung đưa để dỗ. Khi thấy trẻ có triệu chứng bú ít, kém linh hoạt, gia đình đưa trẻ vào bệnh viện cấp cứu. Sau 7 ngày điều trị, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên vẫn còn di chứng tăng trương lực cơ, giảm ý thức, nguy cơ cao để lại di chứng thần kinh lâu dài. Điều này gây ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của não bộ, tương tác xã hội của trẻ. Bác sĩ Ngô Tiến Đông ở Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết là hội chứng rung lắc là chấn thương não nghiêm trọng xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc là trẻ nhỏ khi bị rung lắc mạnh. Hội chứng này xảy ra phổ biến ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, đặc biệt là trong giai đoạn từ 2 đến 4 tháng tuổi. Trẻ dưới 5 tuổi thì cũng có thể bị ảnh hưởng. Nguyên nhân dẫn đến hội chứng này thường là thói quen bế con rung lắc, đung đưa để dỗ con bớt quấy khóc, thói quen đưa võng, lắc nôi ru trẻ ngủ hoặc là những động tác làm thay đổi đột ngột tư thế như là bế trẻ lên cao, bế thóc dậy, tung lên cao cũng có thể dẫn đến hội chứng này. Trẻ sơ sinh có thể gặp nguy hiểm dù chỉ với 5 giây rung lắc. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến điều trị những tổn thương cho trẻ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc bệnh viện Di động thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho bé trai HGH 10 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Thuận bị đa chấn thương do bò giẫm đạp trong lúc phụ cha lùa bò về nhà. Tại bệnh viện, bé được CT scan não, ngực, bụng, ghi nhận không có tổn thương não nhưng có chấn thương dập rách lách, dập rách phổi rải rác, tràn máu màng phổi trái. Đồng thời, chưa loại trừ tổn thương dạ dày và cơ quan trái sát gần vị trí tổn thương lách. Bé được hỗ trợ hô hấp, thở oxy, truyền dịch, truyền máu. Song song đó, các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa ngoại tổng hợp, ngoài lồng ngực. Sau đó, điều trị bảo tồn, chăm sóc vết thương da phần mềm, chích ngừa uốn ván, theo dõi sát tình trạng ổn định nội tạng trong lồng ngực, bụng và tình trạng xuất huyết. Kết quả là sau 4 ngày điều trị, tình trạng của trẻ đã cải thiện, dần tỉnh táo, hồng hào, CT scan não ngực bụng và siêu âm ngực bụng không thấy xuất huyết thêm. Chuyển sang thông tin liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Nông dân vùng chuyên canh tỉnh Bến Tre đang thu hoạch sầu riêng vụ nghịch với niềm vui bán được giá cao, mang lại lợi nhuận lớn trong bối cảnh hạn mặn đang diễn ra tại địa phương.
Giờ thời điểm này, giá sầu riêng ri sáo dao động từ 140 đến 150.000 đồng một ký, mỏng thon từ 170 đến 180.000 đồng một ký, tùy loại và tùy chất lượng trái, tăng gần gấp đôi so với năm trước. Thu hoạch đúng thời điểm hiện nay mang lại cho bà con nông dân nguồn thu nhập cao. Bến Tre hiện có diện tích sầu riêng khoảng 2.760 ha, trong đó khoảng 1.700 ha trong thời kỳ đang cho trái với sản lượng gần 22.500 tấn một năm. Diện tích trồng sầu riêng tập trung chủ yếu ở các huyện Chợ Lách, Châu Thành và Mỏ Cày Bắc. Và cũng tại Bến Tre, bên cạnh cây sầu riêng, nhờ thời tiết thuận lợi, nông dân trồng khoai lang ở xã Thành Phong, huyện Thành Phú bước vào vụ thu hoạch với niềm vui trúng mùa được giá. Vụ mùa năm nay, khoai lang đạt năng suất cao, hiện tại giá đang neo ở mức ổn định từ 10.000 cho đến 12.000 đồng một ký, tùy vào chất lượng cũ. Theo nhiều nông dân, với mức giá trên, hầu hết bà con có lợi sau khi trừ hết các chi phí. Những năm gần đây nhận thấy hiệu quả kinh tế từ trồng khoai lang, cho nên nhiều diện tích cây qua màu như là bắp, khoai mì đã được bà con chuyển sang trồng khoai lang hoặc luân canh theo từng thời vụ. Hiện hiệu quả kinh tế từ củ khoai mang lại khá ổn định, giúp cải thiện đời sống nông hộ, phát triển kinh tế tại địa phương. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long và sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong phần tiếp theo. Muôn kiểu trà trộn vào nhà dân để trộm, những hình ảnh mang tính cảnh báo này sẽ được tiếp tục gửi đến quý vị qua camera 24 giờ. Làng chài Rạch Diệm ở Phú Quốc thu hút du khách. Đặc sắc dưới tour, đền Ngọc Sơn đêm quyền bí ở Hà Nội. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Minh Phúc 18 tuổi và Lê Hồng Hào 20 tuổi cùng ngụ tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tổng cộng 14 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án này là VTP 16 tuổi, cũng là bạn của Phúc và Hào. Vào ngày 26 tháng 9 năm 2022, Phúc, Hào và P cùng với hai người khác đến chơi tại nhà của người quen ở phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Tại đây, nội bộ xảy ra mâu thuẫn nên P đã dùng tay đánh Phúc. Bực tức, Phúc đã rủ P ra đầu hẻm để đánh nhau, P đồng ý. Do thường xuyên đánh nhau nên lúc nào Hào cũng mang theo một cây búa bên mình. Sau khi Phúc và P hẹn nhau ra đầu hẻm thì Hào lấy cây búa đưa cho Phúc giấu vào trong áo. Đến nơi, Phúc lấy búa chém làm cho P gục xuống đường. Sau khi gây án, Phúc ném bỏ cây búa ở bụi cây gần đó rồi rời khỏi hiện trường. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật mà Phúc gây ra cho P là 32%. Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt Phúc 5 năm tù, còn Hào lãnh 9 năm tù cùng về tội giết người. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm Trần Thị Thu Hạnh, 29 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan của tổ chức giả. Đây là đối tượng đã mạo nhận là tổng giám đốc rồi lừa đàm sổ đỏ giả để chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Năm 2019, Hạnh quen ông NTQ, 45 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, Hạnh tự giới thiệu mình là tổng giám đốc một công ty có nhiều mối quan hệ và có khả năng làm sổ đỏ. Vì tưởng thật nên ông Quy đã đưa cho Hạnh một bộ hồ sơ để nhờ làm sổ đỏ. Hạnh ra giá 400 triệu đồng. Tiếp đó, Hạnh lên mạng tìm kiếm một người tên Kiều để đặt làm sổ đỏ giả rồi đưa cho ông Quy. Vì không biết là sổ đỏ giả, sau này ông Quy lại tiếp tục nhờ Hạnh làm tiếp các thửa đất khác. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2022, Hạnh đã lừa ông Quy chuyển tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng để làm sổ đỏ giả. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hạnh mức án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt Hạnh phải chấp hành là 16 năm tù. Thời gian gần đây, các đối tượng đạo chích đã lợi dụng nhiều mánh khóe khác nhau để trà trộn và đánh lạc hướng gia chủ nhằm trộm cắp tài sản. Đáng chú ý là hành vi ngụy trang giả dạng để trà trộn vào nhà người dân bằng nhiều hình thức khác nhau rồi thừa cơ hội ra tay lấy tài sản. Camera 24 giờ hôm nay sẽ tiếp tục phản ánh tình trạng này để mọi người cùng nâng cao cảnh giác. Thưa quý vị, bên cạnh đột nhập nhà dân, nhiều đối tượng còn đến những hàng quán để giả làm khách hàng, rồi thừa cơ lấy cắp tài sản.
Theo diễn biến camera an ninh nhà dân khu vực phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương vào ngày 2 tháng 3 năm 2024 ghi lại, lúc này một thanh niên rảo khu trọ xung quanh nhưng không có xe. Sau đó tên này đi tới tạp hóa vừa mua nước, mục đích canh thời cơ và tạo lòng tin cho người dân. Sau đó hắn thấy chiếc xe đứng phía trước nên thừa lúc chủ tạp hóa đi vào trong đã bẻ khóa xe rồi chạy đi mất. Vụ việc xảy ra tại Đắk Nông vào ngày 20 tháng 1 năm 2024 được camera an ninh ghi lại. Lúc này hai đối tượng chở nhau tới tiệm game rồi trà trộn, giả làm khách chơi game. Có lẽ quan sát từ trước, biết quán để xe bất cẩn, nên sau đó một tên đã ra ngoài lấy trộm chiếc xe màu đỏ của khách rồi tẩu thoát. Có thể thấy đối với những tiệm game sẽ có nhiều người ra vào và tình hình rất phức tạp. Vì thế, mọi người nên tự bảo quản tài sản của mình, tránh rơi vào trường hợp tương tự. Vụ việc xảy ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 tại tiệm tóc trên đường số 5 phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Theo đoạn clip camera an ninh ghi lại, cô gái đi xe màu đỏ đen vào tiệm tóc giả vờ hỏi nhuộm tóc. Lúc này thấy có khách để túi xách trên ghế nên cô gái liền lấy bảng màu nhuộm tóc để che tầm nhìn, rồi móc túi trộm hết số tiền, trong đó khoảng 1 triệu đồng. Theo đoạn clip camera an ninh một quán ở Bình Thuận ghi lại vào ngày 21 tháng 12 năm 2023. Thời điểm này, một thanh niên vào quán gọi 8 ly trà sữa và 3 phần bánh để mang về. Lúc này do đơn hàng khá nhiều nên nhân viên quán tranh thủ làm mà không để ý đến vị khách này. Khi nhân viên vừa quay lưng, đối tượng nhanh tay lấy trộm điện thoại đang sạc trong quầy trị giá hơn 10 triệu đồng rồi nhanh chóng rời khỏi. Kính thưa quý vị khán giả, có thể thấy càng ngày các đối tượng càng dùng nhiều mánh khóe để đánh lạc hướng người dân. Chỉ cần thiếu cảnh giác, ngay lập tức sẽ mắc bẫy của đạo chích. Để tránh bị mất cắp, người dân cần đề cao cảnh giác, cửa nẻo cần phải đóng và khóa kỹ để tránh kẻ gian đột nhập. Đối với hàng quán thì cần phải có người trông coi xe cẩn thận, lắp đặt camera giám sát để đề phòng các đối tượng xấu. Và đến đây, thời lượng của camera 24 giờ truyền hình Vĩnh Long cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thời điểm này, khu du lịch Làng Chài tại ấp Rành Dẹm, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Khu du lịch Làng Chài nằm ở phía bắc thành phố Phú Quốc, nơi đây được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan tươi đẹp. Đặt chân đến đây, du khách sẽ được dẫn đến các nhà hàng bè bằng xuồng máy, thưởng thức hải sản, hòa mình vào biển xanh, nắng vàng. Em thấy cảnh quan đây rất là thơ mộng. Ở dưới thì có biển, ở xa thì có cát trắng này, có núi. Đấy, còn đồ ăn ở đây thì em thấy rất là tươi ngon. Nhân viên thì cởi mở thân thiện và cũng hướng dẫn bọn em cách ăn đồ hải sản rất là nhiệt tình, vì có những món là bọn em cũng chưa bao giờ được thưởng thức. Khu du lịch Làng Chài ấp Rạch Dẹm hiện có trên 40 nhà hàng, nhà bè do người dân địa phương nuôi cá kết hợp làm du lịch. Đến đây, du khách được trải nghiệm câu cá, tận hưởng thành quả của mình vừa câu được. Ngoài ra, du khách có thể ăn thêm hải sản tươi sống hoặc các loại cá như là cá mú, cá bớp được nuôi tại lồng bè. Tới đây thì em được trải nghiệm như câu cá, rồi khi câu cá lên thì tụi em còn được nướng cá ngay tại chỗ của mình nữa, thì cảm thấy rất là thú vị, cảm thấy rất là vui khi được trải nghiệm ở khu du lịch Làng Chài như thế này. Vào thời điểm này, khu du lịch Làng Chài tại ấp Rạch Dẹm có nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Các hộ nuôi cá lồng bè hết sức phấn khởi bởi mức thu nhập ổn định từ dịch vụ du lịch cộng đồng mang lại. Lượng khách ở tại Làng Chài Rạch Dẹm đến đây thì cũng rất là đông. Thì mỗi một ngày vậy là bình quân lượng khách đến nhà bè là từ 10 giờ là mình hết chỗ rồi. Lượng khách khoảng tầm 2 đến 300 và có bữa đến 400 người. Người dân ở đây cũng rất là phấn khởi. Để tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế tại Làng Chài Rạch Dẹm, ngành chức năng địa phương thường xuyên tuyên truyền đến người dân quan tâm bảo vệ môi trường, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ để thu hút ngày càng nhiều du khách. Lễ ban chữ Thánh Hiền tại khu vực Tháp Bút, nghi lễ đón linh khí của trời đất tại cầu Thê Húc và đặc biệt hơn nữa là truyền thuyết Lê Lợi trả gươm diễn ra trên mặt hồ gươm lung linh quyền ảo.
Đây là những trải nghiệm của du khách khi đến tham dự tour Ngọc Sơn đêm quyền bí được tổ chức tại đền Ngọc Sơn, thành phố Hà Nội. Chương trình là sự kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng, công nghệ trình chiếu hiện đại dựa trên lịch sử có thật và các huyền thoại đã lưu truyền lâu đời, khiến người xem vô cùng thích thú. Em có một số bạn bè khá là thân thiết thì biết tới lễ hội đền Ngọc Sơn này đã giới thiệu cho em. Một điều khá là đặc biệt, em thấy đa số khách tham quan lại là người nước ngoài. Em nghĩ đây là một cơ hội quảng bá rất là tốt đối với du khách cũng như là người dân sống ở Hà Nội. Chương trình đặc biệt này không chỉ mang đến hiệu ứng về thị giác mà còn mang tới chiều sâu cảm giác khi đưa du khách ngược về lịch sử ngàn năm văn hiến, lắng nghe những quyền tích thân quen qua cách kể chuyện đặc sắc. Là người Hà Nội, tôi đã sinh sống ở đây rất là lâu rồi. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi được dự một cái tour đêm tại đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn vào buổi đêm rất là đặc biệt bởi vì là chưa bao giờ tôi được vào đây vào buổi đêm như thế này. Và hôm nay thì ở đền Ngọc Sơn đã có rất nhiều các cái trang trí, những cái chuẩn bị về nội dung cũng như về hình thức rất là đẹp và khiến tôi rất là ấn tượng. Tour trải nghiệm đền Ngọc Sơn đêm quyền bí được khai thác vào tối thứ tư, thứ năm hàng tuần. Mỗi buổi kéo dài tầm 60 phút. Để đảm bảo chất lượng nghệ thuật của chương trình, ban tổ chức chỉ đón từ 60 đến 70 khách cho một lượt trải nghiệm. Từ xa xưa, nghệ thuật múa dân gian đã tồn tại một cách đặc sắc, sinh động trong bức tranh văn hóa nghệ thuật của người Việt. Trong đó, múa trống bồng là một trong 10 điệu múa cổ của đất Thăng Long xưa còn tồn tại đến nay. Điệu múa có 102 này đang được bảo tồn và gìn giữ tại làng Triều Khúc, phường Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Quyển chuyển, nhịp nhàng và vui tươi. Điệu múa này được gọi là múa trống bồng. Vũ công là những nam thanh được chọn lọc khắt khe trong làng Triều Khúc xưa, nay gọi là phường Tân Triều. Hiện tại câu lạc bộ Triều Khúc của chúng tôi đang gồm có 40 thành viên. Ngoài ra có rèn luyện thêm các câu lạc bộ nhí ở trường cấp 2, rèn luyện các cháu để phát triển từ lớp 2 đến cấp 3 rồi sẽ sau đó tham gia việc lễ. Đó là một trong những cách để bảo tồn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thường đi phục vụ các dịp lễ ở các dịp hội hè trong và ngoài thành phố. Khi mà mình được tận mắt mình nhìn thấy biểu cảm của từng người, những cái động tác mà họ di chuyển và hòa cùng cái không khí của lễ hội làng nó mang lại một cái cảm xúc hoàn toàn khác, kiểu mẹ, nó rất là khó tả. Về nguồn gốc điệu múa trống bồng, tương truyền vào thế kỷ thứ 8, bố cái Đại Dương Phùng Hưng thắng trận, ngài dừng chân tại đất Triều Khúc để khao quân. Trong buổi lễ đó, ngài cho nam giới cải trang thành nữ múa để kích lệ tinh thần quân sĩ. Đã có những thời kỳ, điệu múa này cũng bị lãng quên, song nhân dân và ngành chức năng huyện Thanh Trì đã nỗ lực bảo tồn nét đặc trưng này. Ngoài cái việc sinh hoạt hàng tuần của câu lạc bộ, thì chúng tôi có đưa vào một trong những cái tiết học một bộ môn nghệ thuật của trường Trung học cơ sở Tân Triều cho các học sinh của trường Trung học cơ sở Tân Triều được tham gia vào các câu lạc bộ và được truyền dạy ngay tại trong nhà trường. Từ xa xưa, múa bồng đã nổi tiếng là điệu múa hay, độc đáo. Ngày nay, điệu múa này không chỉ được biểu diễn tại không gian làng Triều Khúc và các lễ hội dân gian quanh vùng, mà còn được định hướng là một trong những sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của thủ đô Hà Nội. Tin vui ở lĩnh vực nhiếp ảnh. Thưa quý vị, khoảnh khắc chiếc thuyền cô đơn trên hồ Tuyền Lâm ở Lâm Đồng và mẹ con cá voi trên vịnh Đề Ghi, tỉnh Bình Định của hai nhiếp ảnh gia người Việt đã đạt giải cao tại cuộc thi ảnh trên cao Sky Pixel. Tác phẩm Tĩnh Lặng Silence của nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa giành vị trí thứ 6 tại giải thưởng 10 bức ảnh đẹp nhất hàng năm ở hạng mục chân dung. Anh Vũ Khoa cho biết, tác phẩm được chụp vào mùa đông năm 2023 tại suối Tía, dòng nước thượng nguồn được ví như tiên cảnh đổ vào hồ Tuyền Lâm ở Lâm Đồng. Xuất hiện trong khung hình là một người chèo đò thường chờ khách giảng cảnh hồ. Bức ảnh như đóng băng thời gian trong một khoảnh khắc yên bình. Top 10 bức ảnh xuất sắc nhất 2023 còn có tấm ảnh Cùng đi săn Hunting Together của nhiếp ảnh gia Phạm Quy Trung xếp thứ 7. Trong ảnh, mẹ con cá voi đang đi săn ở vịnh Đề Ghi, miền Trung Việt Nam vào sáng sớm. Đây là một trong những lần xuất hiện hiếm hoi của loài cá voi này tại khu vực và gây thích thú cho những ai có cơ hội chiêm ngưỡng. Cuộc thi ảnh và video Sky Pixel là một trong những cuộc thi nổi tiếng nhất thế giới, gây ấn tượng với người yêu nghệ thuật, giới phê bình qua những tác phẩm chụp bằng thiết bị điều khiển từ xa drone. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ chúng tôi xin được nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại.